Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện quả bom nặng 350 kg khi san lấp mặt bằng. Theo thông tin ban đầu của lực lượng chuyên môn Bộ Tư lệnh thành phố, quả bom có chiều dài 1,15m, đường kính 0,41m, trọng lượng 750 lbs, tương đương 350 kg. Bom sử dụng thuốc nổ Chitonat. Đây là loại bom nổ phá M-117A1 còn sót lại sau chiến tranh. Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh nhận được tin báo của người dân trong quá trình san lấp và cải tạo đất đã phát hiện một quả bom còn sót lại tại khu đất trống ngay sát kênh số 11 ấp 4 xã Bình Lợi. Đơn vị đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Lợi tham mưu cho lãnh đạo xã dừng san lấp mặt bằng, tổ chức đánh dấu, khoanh vùng và căng dây bảo vệ hiện trường. Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã điều các cơ quan chuyên môn và phương tiện trang thiết bị chuyên dụng xuống hiện trường để tiến hành xử lý một quả bom. Ngay trong ngày, lực lượng công binh thuộc Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh và lực lượng dân quân xã Bình Lợi nhanh chóng xử lý tại chỗ quả bom nói trên. Đến 23 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi đã được xử lý an toàn, lực lượng công binh sử dụng xe chuyên dụng trở về nơi tập kết vật liệu nổ tại huyện Củ Chi, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đồng thời hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và quân đội về việc phát hiện báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Khi thấy bom mìn vật nổ, người dân phải bình tĩnh, phải để yên, không nên va chạm vào nó vì có những loại rất nhẹ nổ và báo chính quyền địa phương hoặc ngành chức năng. Từ đây thông tin sẽ được chuyển lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian chờ lực lượng công binh xuống, xã huyện sẽ đến phong tỏa hiện trường, cắm khu vực, canh gác đảm bảo an toàn cho người dân. Tính từ lúc nhận được công văn đề nghị xử lý bom mìn, vật nổ, trong vòng 24 giờ, chúng sẽ được lực lượng công binh xử lý xong. Từ năm 2012, nhà nước sẽ chịu kinh phí xử lý bom mìn, vật nổ, theo chỉ thị 2047/CT-BTL ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố hàng năm lập kế hoạch xin ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ thu gom các loại bom mìn, vật nổ trên địa bàn quản lý. Bom mìn vật nổ có nhiều loại nên cơ quan chức năng không thể tuyên truyền giúp người dân biết hết về chúng. Các lực lượng ở địa phương cũng không biết hết các loại bom mìn vật nổ, cho nên khi phát hiện chúng, người dân cần xử lý theo hướng dẫn nêu trên. Lực lượng công binh không thu bất kỳ loại phí nào khi đến xử lý bom mìn vật nổ, mà kinh phí này do Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ.